Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Siêu Tài Năng Nhí. Chúng ta hãy đến với Siêu Tài Năng Nhí đầu tiên, đó chính là Lê Khánh An. Trời đất ơi. Xin chào Khánh An. Con chào cô. Con chào cô Hari Won, con chào chú Trấn Thành, con chào cô Ốc Thanh Vân. Cô chào con. Con rất là vui khi được ban giám khảo chọn vô top 10 siêu tài năng nhí. Con thấy cô Hari rất là dễ thương và cũng rất là hiền, đưa ra những thử thách cũng không khó cho lắm. Nhưng chú Trấn Thành thì đưa ra những thử thách hơi khó so với con. Tập luyện rất là chăm chỉ, con sẽ cố gắng hết mình để vượt qua thử thách đó. Ở đâu ra một đứa mà thần thái gì, cái máy đi ngang cùng cười với máy liền chứ. Đi ha, cái áo nó rất là rườm rà mà nó dài thiệt là dài, mà nó rối thiệt là rối. Vậy mà con không có bị vướng bận gì hết. Rồi cái lúc mà con cởi cái tà ra con làm rất là nhuyễn và ai không để ý, không biết là con đã tháo hồi nào á. Cái mà em thấy khó nhất là đi từ trên cầu thang đi xuống á anh. Hari cũng có nói với anh Thành luôn á, là anh ơi trời nó khói quá trời, không biết bé đi xuống mà không biết có thấy đường đi không. Cô Hari. Dạ. Liệu cô có thể đi từ trên xuống trên chiếc cầu thang ấy không? Nên. Cái gì nên nữa, anh ơi tha thứ cho em đi. Nên đi. Bây giờ cô Ốc lên luôn. Hồi xưa còn trẻ cũng đi thi qua khôi trong trường. Dạ rồi, em mời chị Ốc Thanh Vân lên luôn ạ. Và xin giới thiệu sự xuất hiện của Hari Won và Ốc Thanh Vân. Trời ơi, rồi con không chơi. Tôi nói rồi. Bình tĩnh, mình cũng cần phải làm sao để cho bé nó thấy là người lớn cũng phải làm được một phần nào chứ. Vì vậy cho nên chúng ta chưa thấy Ốc Thanh Vân đi. Xin mời Ốc Thanh Vân tiếp tục phần của Ốc Thanh Vân. Và xin được giới thiệu nghệ sĩ Ốc Thanh Vân. Thấy ta đi không? Đó, thấy ta đi. Đó, thấy ta đi không? Ngon không? Đó. Tới đây, ví dụ vậy, mình muốn lấy lại cân bằng, mình xoay một vòng. Xoay một vòng lát mới té nè. Không. Bình tĩnh, sắp tới rồi, sắp tới bờ rồi. Đó, bước cuối cùng mới té nè. Ngon. Nói với con tôi thì cái thần thái nó đỉnh cao rồi, không nói nữa. Nhưng mà bây giờ thử thách thì thử thách cái gì? Về đại khái là cái con catwalk đi, rồi chương trình sẽ đưa đồ đạc lên, rồi con thấy cái gì con cứ diện với cái đó. Mình tạo dáng, mình pose dáng với tất cả những cái vật bất ngờ xuất hiện ha. Dạ được. Rồi, lấy tinh thần nha. Trời ơi, giỏi quá con ơi, con răng mà con cũng dám cầm. không? Hãy gửi tặng cho cô Hari đi con ơi. Trường trường, à. Hãy đưa qua cho cô Ốc đi con. Ốc ơi. Chị Ốc ơi, chị hồi nay đi K-pop rất là ok đó, chị làm thử đi chị. Tôi để con bình tĩnh. Bình tĩnh nha. Rồi chị nắm tay rồi, nắm nó rồi. Wow, vỗ tay. Yeah. Đúng rồi. Hay quá. Hồi nãy con làm gì nè phải không? Con nhìn nữa. Wow, đúng rồi. Trăng ơi, Trăng ơi, tới giờ đi vệ sinh rồi con ơi. Rồi, cảm ơn Sumi. Chúng ta hãy cùng đến với thử thách tiếp theo của bé Khánh An. Từ từ, không. Đây, cô giúp cho. Cái móng nó không có đau, đâu. Rồi, thử nha. Rồi, không đau nó nha. Đợi chút xíu. Rồi. Chú không muốn ép con, tại vì cái này là thử thách, con có quyền làm và không làm. Đúng rồi. Con thấy thế nào? Con thấy sợ. Thương con quá. Bây giờ vậy nè, cô Hari Won cầm bên kia, nắm tay con, hai cô cháu cùng đi catwalk nè. Ok, đi thôi, đi. Rồi, đi bên kia nè. Thương quá à. Cái tinh thần chuyên nghiệp vẫn rất cao nha. Có nghĩa là sợ khóc luôn mà vẫn ráng cố gắng try đi thử, tìm mọi cách. Và cuối cùng khi mình nó bấu thì mới sợ, mới hoảng, là mới mệt biểu là thôi đấy. Dạ, con cảm ơn. Công nhận cái cô bé này nó lớn lên chắc là nó rất là bản lĩnh đó nha. Rồi, con đã làm rất là tốt. Bây giờ lấy tinh thần nha, giữ vững tinh thần của mình, thần thái nữa để tiếp tục với những thử thách tiếp theo. Sẵn sàng con nha. Dạ. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với thử thách catwalk ứng biến của Khánh An. Xin mời. Ghét ghê dạ. Tôi kìa trời. Để này thần thái năng hết rồi. Không những né mà còn chụp lại rồi bô dáng luôn. Ghiêu thử không Ghiêu? Đi chúng mình lên lắc đi. Tụi mình lên lắc cho. Đi Ghiêu từ kia đi xuống đi cưng. Rồi chưa? 1, 2, 3, đi. Trời ơi, chị đi catwalk với say rượu vậy? Cô bạn á. Ôi trời. Ủa anh ơi, nãy giờ anh mà chưa làm thôi đúng không? Bây giờ anh làm luôn đi. Anh phải thị phạm cho em chứ. Muốn làm mà làm à. Đi. Bà đi làm. Bà đi hả? Mày trêu chậu vậy hả? Nó đi mà trêu chậu là ai để né cái đoạn. Thế mới thấy là còn rất là giỏi trong cái việc bình tĩnh để ứng phó với mọi chuyện. Chúc mừng con gái. Em nghĩ là thử thách catwalk như vậy với bé là quá đủ rồi. Mà với siêu mẫu thì ngoài catwalk ra chúng ta còn phải có pose dáng, chụp ảnh, tạo dáng các thứ nữa. Bây giờ phải pose dáng trên một cái địa hình gì mà nó khó chứ không có được bình thường. Đây. Trên sân khấu hiện tại là một chiếc trimmer line để bé có thể vừa nhúng vừa tạo dáng. Trước khi cháu nó lên, tôi đề nghị cô kêu lên pose tạo dáng thử cho khán giả họ biết được cái sự khó khăn của nó đã. Tôi mời cô. Nha nhảy nha. Thái độ lên, thần thái lên coi. Sao cái tên tướng kỳ vậy? Tấm hình nào đẹp đúng coi. Trời đất ơi, sâu quá. Bây giờ anh Thành, xin mời anh Thành. Yo. Bộ ảnh animation nha. 2, 3, go. Anh nói nha em, anh nhìn anh đi. Lại nè. Quái vật xuất hiện. 2, 3. Rồi có hình để đời rồi. Làm những cái chuyện xấu quá thì để con tôi nó làm cái đẹp cho coi đi nè. Sợ hãi quá mà. Rồi chúng ta hãy cùng đến với thử thách của bé Khánh An. Thử thách bắt đầu. Trời ơi, thấy khác không? Mắt kia. Rồi. Đấy. Đẹp quá. Wow. Rồi chân thẳng nào. 1, 2, 3. Ok, đủ rồi, cảm ơn con đấy. Cái này có gần như có thể gọi là tạo dáng trên không rồi đấy ạ. Dạ. Nhưng mà nó tiếp đất. Bây giờ mình không cho tiếp đất luôn. Thử thách tiếp theo của bé đó chính là tạo dáng lơ lửng trên không với chiếc vòng sắt này. Sẵn sàng chưa nè? Rồi, tập trung nha. Và bây giờ sẽ là thử thách của bé Khánh An. Wow. Đẹp quá. Con trời ơi, to gan dễ sợ luôn á. Con tập cái này bao lâu rồi? Con tập cái này là 4 ngày 4 buổi. Con cũng sợ hả? Con cũng rất là sợ khi mà hai cái chân của con nó banh ra xong rồi con phải gãi xuống. Lúc đó con á là con làm cho cái công việc người mẫu lên đến một cái đẳng cấp mới. Ở cái độ tuổi này mà con dám làm những thử thách như thế này, chú nói thiệt là chưa chắc những cô chú người mẫu chuyên nghiệp, không phải ai cũng dám. Và con làm cho mọi người thấy rằng là đây là những bức ảnh mang tính nghệ thuật rất là cao. Và cái nghề người mẫu mà con đang chọn và hiện nay đang ở cái tuổi của con thì con là world class. Con cảm ơn. Sau này con lớn, con muốn làm người mẫu chuyên nghiệp như bây giờ thì con phải cao, thiệt là cao. Vậy thì con phải ngủ đủ giấc nè, uống sữa nhiều. Dạ. Và tập những bộ môn thể dục mà có liên quan đến nhói lên. Đúng rồi. Thì cơ thể con sẽ cao dần theo năm tháng. Dạ. Với lại bình thường á con đừng có mang cao gót nhiều quá. Dạ đúng rồi, lúc diễn á là con mới mang thôi, chứ con thích mang kiểu giày bata nó thoải mái cái chân của con hơn. Đúng rồi. Nói chung là hôm nay nhìn tiết mục của Khánh An là cô mãn nhãn, thỏa mãn, sung sướng. Cảm ơn con. Cảm ơn cô. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ theo dõi và ủng hộ cho Khánh An thật là nhiều. Đón xem Siêu Tài Năng Nhí 20h30 thứ năm hàng tuần trên HTV7. Hello, đây là Trấn Thành. Nếu như các bạn yêu thích chương trình Siêu Tài Năng Nhí, hãy nhanh tay lên bấm subscribe kênh YouTube Vivo TV. Nhớ theo dõi và subscribe nhé. Thank you.